À, các bạn thân mến, thì nay đi bãi thì thấy có một con máy bơm xịt nè các bạn, nó nguyên com lê luôn. Nhưng mà cái này thì chưa rửa đâu, nước sơn nhìn thì nói chung nó nhìn thì cái bộ vàng thì rất là cứng cáp, ngon lành cành đào ha, nhưng mà nước sơn thì không có được đẹp lắm. Đó, đầu thì đẹp nè. Đầu thì còn rất là mới, này rửa ra là mới lắm, đẹp lắm. Nó sử dụng thì động cơ Honda OHV. Này nổ ngon lành cành đào hết rồi các bạn nha. Nó sử dụng động cơ OHV GX110 3,5 ha. Nòng 107 cc ha. Honda nòng nghiên cốt xéo. Rất là hệ, động cơ rất là hệ luôn. Đó, động cơ rất là hệ các bạn. Đó, động cơ rất hệ. Đầu này thì dòng đầu IS221 ha. Đầu IS221. Đầu IS221 ha, của Nhật ha. Rồi nó có thêm một cuộn dây. Cuộn dây này thì nó nằm tầm khoảng 50 m. Dây thì nói chung dây này thì xịt thì ok, không sao hết. Nó chỉ có dấu rang rang vậy thôi chứ còn xịt thì bình thường. Nó có cái mấy cái ở ngoài đây nó nắng nó bị ấy thôi, trong thì bình thường. Nè. 50 mét dây. Thì con này cái giá của nó thì nói chung nó cũng mềm. Nó có nguyên cái bàn nè, cần ấy nè. Dễ này cần thiết mình sơn lên phát là đẹp như mới thôi, bánh xe rồi còn đẹp chứ. Đó, sơn lên phát là đẹp, lung linh luôn ha. Anh em nào thí dụ mua về xài sơn lên phát. Nói chung con này thì giá của nó cũng rẻ, giá của nó cũng rẻ thôi. Giá cũng rẻ, nổ nít rồi ngon lành đàng hoàng ha. Có ống hút, ống đồ đầy đủ riêng của Nhật hết á. Thì hồi nãy mình hỏi ông chủ thì cái bộ này thì bao nhiêu, thì ông nói là 7,2 triệu á. Mà bây giờ nếu mà mình bán á, mình bán thì mình bán 7,5 triệu. Kiếm mấy xị. Còn nếu mà bán được 7 triệu á thì ông chủ cho mình 2 xị. Ông nói vậy. Thì mình dự định mình bán là 7,5 triệu á. Nếu mình bán được 7,5 triệu thì ông chủ không cho mình xị nào. Đó, đẹp ghê chưa? Ốc đồ inox hết nè. Đó, còn nếu bán được 7,2 triệu thì ông chủ cho mình 2 xị. Ông nói vậy. Thì mình thấy đẹp thì thôi thì mình quay lên. Nói chung con này cũng ngon lành đẹp đẽ các bạn, chứ không có gì. Anh em nào mà muốn thích thì cứ việc alo mình. Mình thấy cái này thì rất là ok ha. Đầu xịt đồ này, đầu đồ còn rất đẹp ha. Đầu đồ còn rất đẹp luôn. Bơm đồ cũng còn đẹp, còn ngon lành cành đào á, đẹp á. Động cơ thì hôm bữa mình giật thử rồi, nổ rồi, ok rồi. Bình xăng đồ còn rất là, xăng đồ rất sáng sủa các bạn, mới cót lót bót. Xăng đồ còn rất đẹp ha. Rồi, anh em nào mà muốn mua thì cứ alo cho mình nha. Ở trong số điện thoại trong phần mô tả video, các bạn bấm vào chữ V bên phải tiêu đề sẽ thấy ha. Rồi, mình chào các bạn.